Chào mừng các bạn đến với bản tin AF Hà Nội, bản tin tổng hợp những hoạt động nổi bật của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội trong tháng. Trong không khí ấm áp của một mùa xuân mới, sáng ngày 15 tháng 2, bệnh viện đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 tại hội trường tầng 5. Thay mặt ban lãnh đạo bệnh viện, ông Lê Trung Hiếu, chủ tịch hội đồng quản trị đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện và gia đình. Hy vọng trong năm 2024, mỗi cán bộ nhân viên bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của bản thân để góp phần nâng cao thương hiệu AF Hà Nội, bay cao, vươn xa, ươm thêm thật nhiều mầm hy vọng trên hành trình kết nối yêu thương ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình. Trong buổi gặp mặt đầu xuân, ban lãnh đạo cũng đã gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện những phong bao lì xì mừng tuổi với niềm tin sẽ mang lại thật nhiều may mắn và những điều tốt lành trong năm mới 2024. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ban lãnh đạo bệnh viện đã gửi những lãng hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ nhân viên, y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Phát huy tâm, tài, đức để bệnh viện chúng ta mãi là địa chỉ thăm khám uy tín trong lĩnh vực nam học, y học giới tính và vô sinh hiếm muộn trong cộng đồng. Nhân dịp đặc biệt ý nghĩa này, quý cơ quan, đối tác của bệnh viện cùng quý khách hàng đã đến chung vui, gửi những lời chúc mừng và điện hoa tới tập thể bệnh viện. Đó là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần để tập thể AF Hà Nội tiếp tục kiến tạo những giá trị trên hành trình kết nối yêu thương, ươm mầm hạnh phúc. Trong ngày 20 và 24 tháng 2, tập thể bệnh viện đã đến chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho các cặp đôi nên duyên vợ chồng. Cặp đôi bạn Tú Anh, Mạnh Tiến, cặp đôi bạn Chí Tùng, Nguyễn Vân. Chúc các bạn sẽ mãi hạnh phúc, yêu thương nhau thật nhiều, cùng nắm tay đi hết đoạn đường phía trước, dù khó khăn, thử thách, hãy cùng nhau vượt qua. Ngày 9 tháng 2, tức chiều 30 Tết, đại diện ban lãnh đạo bệnh viện ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc điều hành cùng các bác sĩ, cán bộ nhân viên đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết tới khách hàng đang ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Những món quà không chỉ thể hiện tấm lòng chân thành mà còn gửi gắm nhiều điều tốt lành tới tất cả các gia đình đang không ngừng nỗ lực trên hành trình tìm con. Với mong muốn chia sẻ yêu thương, tiếp sức và đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình tìm kiếm con yêu, bệnh viện tổ chức chương trình bốc thăm may mắn dành tặng cho khách hàng thăm khám và điều trị trong 2 ngày 19 và 20 tháng 2. Với các cốt chứa mệnh giá khác nhau cao nhất là 30 triệu đồng, hàng ngàn lộc xuân đã được bệnh viện trao tặng cùng với lời cảm ơn và chúc mừng tới quý khách hàng, cả năm sung túc, vạn sự cát tường, niềm vui may mắn sẽ đến với mọi nhà. Với mong muốn mang đến cho các em học sinh có cơ sở trang thiết bị học tập thật tốt, các thầy cô giáo có thêm điều kiện phục vụ công tác giảng dạy. Sáng ngày 28 tháng 2, vượt gần 200 km, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội đã tới thăm và trao tặng trang thiết bị học tập cho trường tiểu học Thiệu Duy, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi trao tặng, bệnh viện đã trao tặng 30 bộ bàn ghế học tập, 5 TV, một khuôn viên thể dục cho nhà trường. Những phần quà chứa đựng tình cảm, tình yêu thương san sẻ của ban lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện. Hy vọng rằng những phần quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực cho các thầy cô tiếp tục phát huy vai trò của người thầy, chăm lo chu đáo, đào tạo thật tốt cho thế hệ tương lai của đất nước. Vậy là tháng 3 đã về cùng với những làn mưa xuân lất phất. Hơi lạnh của mùa đông chỉ còn rơi rớt lại trên những lối đi quen thuộc. Cảm xúc tháng 3 năm nào cũng vẹn nguyên, một chút bâng khuâng, một chút nuối tiếc, một chút ngậm ngùi và xen lẫn cả một chút ngỡ ngàng, hạnh phúc. Ngày tháng 3 dịu dàng hơn khi có ngày để tôn vinh phái đẹp, một sự sắp xếp trùng hợp của thiên nhiên đất trời và của con người. Người ta thường nói, bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn. Tháng 3 cái rét mới rụng dịch đi thật, bạn có yêu tháng 3 không? Còn tôi thì có. Tháng 3 trong tôi từ trước đến nay luôn là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.
Nó khác với vẻ đẹp có chút buồn của mùa thu nắng ấm, khiến tôi nhớ, tôi say. Tháng 3 cũng là nắng, nhưng là sự sinh sôi rực rỡ, thắp bừng lên niềm tin và hy vọng, cùng nhắc nhớ về một mùa hoa trắng ngần hương mười trước những khoảng sân nhà. Tháng 3 còn nhiều lắm những thú vị. Màu nắng có tươi bằng đôi mắt em, xanh trời có em dịu như mái tóc mơ, vạn vật đều nhỏ bé trước sự xuất hiện của em. Tháng 3, tháng của những bông hoa xinh đẹp, sự xuất hiện của em tỏa sáng như ánh mặt trời. Hòa cùng cảm xúc tháng 3 về, ban biên tập chương trình kính mời anh chị cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phường đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngược chân lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tim biệt thạch thào, rực rỡ cuối đông cài vai. Mùa xuân đã dần khép lại, những cơn mưa rào bất chợt ghé thăm. Nhiều người thường nói tháng 3 là tháng của hoa lá đâm chồi, tháng của đất trời ấm áp. Tháng 3 còn đẹp hơn khi đón chào những thành viên thật đặc biệt. Chúc mừng sinh nhật anh chị có sinh nhật trong tháng. Bệnh viện chúc bạn có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc cho những dự định và ước muốn của bạn sớm thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã đồng hành và cống hiến cùng đại gia đình AF Hà Nội. Các bạn thân mến, như vậy là bản tin AF Hà Nội tháng này đã khép lại. Các bạn có những lời nhắn gửi tới những người đồng nghiệp thân yêu bằng những chia sẻ hoặc bài hát, hãy cùng gửi về hòm thư tại bảng tin xanh AF Hà Nội tầng 5 hoặc gửi vào hòm thư điện tử truyền thông a@afhanoi.com nhé. Ban biên tập chúng tôi chờ các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.